Hôm nay mình sẽ đi gửi chim cho một bạn Thái Bình và má trắng và ba con má trắng cho bạn được lấy linh. Ở đây mình có một, có hai con và đến đặt, còn một con mình sẽ tặng. Các em mà có nhu cầu thì cứ alo mình nhé, cứ tiền là tài khoản gửi chim đi.